Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ sang phần tiếp theo của chuỗi video hướng dẫn phương pháp Superbrain. Hôm nay chúng ta sẽ đi phần công thức là LB cộng 4. Đó, công thức này thì chúng ta sẽ là công thức có nhớ. Và khi công thức này thì công thức chúng ta sẽ làm như sau. Đó là thêm ngón số 5. Thêm ngón số 5 và trừ đi 1. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm mẫu nhé. Tại vì rất là nhiều phụ huynh sẽ đặt câu hỏi là tại sao con có thể làm phép tính cộng trừ 0-99, nhưng mà tại sao khi 1 cộng 4, 2 cộng 4, 3 cộng 4 con lại không làm được. Thì đây là phần có nhớ. Và để làm phần này thì các con sẽ theo lộ trình. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị cái cách để thực hiện phép tính này theo phương pháp của Superbrain. Đương nhiên là có rất nhiều cách để giải thích cho con. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi chỉ tập trung vào một cách với phương pháp Superbrain thôi ạ. Chúng ta sẽ làm mẫu 3 phép tính hàng đơn vị và 3 phép tính hàng cả hai tay nhé. Câu số 1 đó là 3 cộng 4 cộng 2. Câu số 2 là 7 trừ 6 cộng 4. Câu số 3, 4 cộng 4 trừ 7. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhé. Theo như là công thức của chúng ta ở đây, đó là gì ạ? Thêm số 5 và bớt đi 1. Thì chúng ta gọi 1 với cả 4 gọi là bạn nhỏ. Rồi chúng ta sẽ làm như sau. 3 cộng với 4 đúng không nào? Rồi đây, thêm ngón số 5 bớt đi ngón số 1 cộng thêm 2 bằng sẽ bằng 9 đúng không nào? Tiếp này, 7 này, 7 này trừ đi 6 là ngón số 5 và một ngón nữa trừ 6 cộng thêm 4. Đây cộng thêm 4, chúng ta để ý đây có 3 ngón thôi đúng không nào? Thì chúng ta thêm ngón số 5 và bớt đi 1, đó thì sẽ bằng 5. Tiếp này, 4 này cộng thêm 4 lại gì? Thêm ngón số 5 và bớt đi 1 trừ 7, trừ 7, trừ đi 7 bằng 1. Đáp án của chúng ta bằng 1. Đó, rất là đơn giản phải không nào? Chúng ta chỉ cần có một công thức, nhớ một công thức thôi. Và theo đúng như vậy các con có thể làm tất cả các phép tính. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo là với cả hai tay thì sao? Chúng ta làm 3 phép tính tiếp này. 39 trừ đi 27 cộng với cả 45. Phép tính thứ hai, 18 cộng 41 trừ đi 57. Phép tính số 3, 73 trừ đi 52 cộng 46 bằng. Đấy không nào? Chúng ta sẽ lần lượt làm lần lượt từng phép tính một. Chúng ta sẽ để xa một chút để nhìn hai tay. Đúng không nào? Đây, 39, 39 trừ 27, trừ 20, trừ 7 cộng 45. Đây, cộng 40 thì bên này là hàng chục đúng không ạ? Cộng 40 này, thêm 50, bớt đi 10 cộng 5 bên này. Đáp án bao nhiêu đây ạ? Đáp án của chúng ta bằng 57. 57. Rồi câu tiếp theo, 18. Đó, khi mà các con đã học công thức cộng trừ từ 0-99 rồi, không công thức rồi thì sang phần này rất dễ. 18 cộng 41 cộng 40. Đó, thêm 5 và bớt đi 10, thêm 50 bớt đi 10 cộng 1 bên này, cộng 41 ạ. Trừ 57, trừ 50, trừ 7 bằng 2. Đúng không nào? 73. Câu tiếp theo, 73 trừ đi 52, trừ 50, trừ 2 cộng 46 cộng 40. Đó, thêm 50 bớt 10 bên này và cộng 6 bên này. Đáp án của chúng ta bằng 67. Và đây là công thức khi mà các con gặp, nếu như mà ngón tay của các con không đủ, không đủ 4. Đó, ví dụ như 1 cộng với 4, 2 cộng với 4,
3 cộng với 4, 4 cộng với 4. Đó, thì quý vị phụ huynh có thể giúp con, hoặc là quý vị phụ huynh thực hành trước đi, rồi chúng ta có thể làm và chúng ta sẽ giúp cho các con thực hiện. Sau cái video này, ở trong bài viết tôi sẽ chia sẻ thêm một cái bài quiz nhỏ nhỏ để quý vị phụ huynh và các con có thể luyện tập và thi đua với các bạn khác ở trên hệ thống nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.